Lên xe nhanh đi em ơi, chúng ta về nhà. Quyết định hôm nay ra mặt với ông bà. Hai ta đã đi bên nhau biết bao ngày rồi, chắc để hôm nay xem ngày lành tháng tốt thôi. Đưa lên trên xe hoa rước dâu về nhà, hai bên thông gia cho phép cưới luôn nà. Dự tính cho hơn 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi. Chú Tam lên đầu rồi mà thiên tư chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cứ để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết ly này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh hứa chú toàn chăm lo cuộc sống an nhàn để gia đình này của chúng ta vững vàng. Tập trung nghe tôi nói nè, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết thành thông gia, đủ cây dâu bôi xong đến mặt tung hoa. Chúc đôi uyên ương được sánh bước cùng nhau nè, trải qua ngày tháng mà chẳng mang bao thương đau. Cho phép cưới luôn nà, dự tính cho tháng 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi. Chú Tam lên đầu rồi mà thiên tư chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cứ để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết ly này để rồi chúng chung nghe tôi nói nạ. Lễ tân hôn chính thức được bắt đầu, một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết thành thông gia, dù cái dâu bôi xong đến mới tung hoa. Chúc đôi uyên ương được sánh bước cùng nhau nạ, trải qua ngày tháng mà chẳng mang mà thương.